Dạ, xin chào tất cả mọi người. Thì em tên là Nguyễn Thị Nam Phương. Hiện nay em đang học lớp 12 trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Thì vừa qua em vừa đạt được học bổng 50% của trường đại học University of Sunderland UK. Và em đã quyết định theo học ngành Graphic Design. Cảm giác của em là lúc đó rất là bất ngờ. Đầu tiên là bất ngờ trước, sau đó là rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà được cái học bổng mà có giá trị lớn như vậy. Thì bởi vì theo em biết là trường chỉ cấp cho học sinh chỉ có 3 suất học bổng thôi, và em cảm thấy là em nghĩ là mẹ em cũng sẽ rất tự hào về em, mặc dù mẹ không nói ra. Sau khi tìm hiểu, em cảm thấy đất nước này là một cái nơi phù hợp nhất để em có thể theo học ngành Graphic Design, bởi vì em biết được là châu Âu là cái nơi của nghệ thuật và nó rất là phù hợp để em có thể phát triển cái nhóm ngành này ở đó. Từ nhỏ thì mẹ em đã cho em đi tham gia những cái lớp học hội họa, những cái lớp vẽ tranh, và từ đó là nuôi lớn cái niềm đam mê của em. Đối với lại kinh nghiệm của em, một người đã vừa trải qua cái cuộc phỏng vấn học bổng cũng như là vừa đạt được học bổng 50% của một trường đại học khá là nổi tiếng ở bên Anh, thì em nghĩ vấn đề quan trọng nhất đối với lại các bạn học viên khi mà đi du học nhóm ngành nghệ thuật này, đó chính là cái portfolio của các bạn. Em nghĩ trong cái portfolio đó, các bạn phải thể hiện được tất cả những cái tính cách cũng như là khả năng sáng tạo nghệ thuật của mình để các giáo sư có thể đánh giá được xem bạn có khả năng theo học nhóm ngành này không, cũng như là có xứng đáng để nhận được cái học bổng có giá trị cao này của trường hay không. Thực sự là em rất là biết ơn bởi vì sự quan tâm của IDB dành cho em trong suốt thời gian qua. Em cảm thấy là các chị tư vấn viên ở IDB đã take care hồ sơ của học viên rất là tốt, cũng như là dành những cái sự quan tâm đặc biệt đến với lại hồ sơ của học viên để học viên có được một kết quả đậu vào các trường đại học ở bên Anh cũng như là kết quả học bổng rất là tốt.